Nay thì em cập bến thêm rất là nhiều mặt hàng rừng mới. Nhà em thì cung cấp những dòng hoa lan rừng, lan thuần, phục vụ tất cả các quý cô chú anh chị ở trên mọi miền Tổ quốc. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0393 998895 hoặc 0966121377. Nhà em nằm ở số nhà 69 ngã tư Cầu Gỗ, Phương Hưng, Gia Lộc, Hải Dương. Tất cả những đơn giá em báo là chưa bao gồm tiền phí ship vận chuyển. Các bác nhận hàng thanh toán tiền hàng, tiền cước phí cho bên vận chuyển ạ. Và nhà em thì làm cước rất là rẻ rồi, kể cả các bác ở miền Bắc, miền Nam. Đặc biệt các bác ở miền Nam thì hoàn toàn yên tâm về vấn đề tiền cước phí nhé. Ngoài cung cấp dòng giống lan rừng thì nhà em có cung cấp cả dòng vật tư phân thuốc và những cái bộ sản phẩm phun tưới hoa lan tiện ích, và nhà em hiện tại đang cung cấp ra ngoài thị trường rất là nhiều. Đó, các bác ủng hộ em thì có thể tham khảo trên kênh của em và đăng ký kênh. Mỗi lần em lên video là các bác sẽ được update hoàn toàn đầy đủ những mặt hàng hôm nay thì các bác có. Và xin lời qua hôm nay thì em về một lô, đó chính là lô mộc lan và nhiều mặt hàng khác nữa. Thì sau đây thì em sẽ đi chi tiết từng loại mặt hàng và đem đến cho bác những điều mới lạ, những cái mặt hàng ngày hôm nay nhé. Và trước khi đi qua những mặt hàng hoa lan thì em xin phép giới thiệu các bác đến cái bộ sản phẩm phun tưới dành cho hoa lan của nhà em. Nhà em thì cung cấp ra ngoài thị trường có hai bộ, đó chính là bộ sản phẩm máy đơn và máy kép. Bộ máy đơn thì hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sử dụng tối thiểu hàng ngày các bác rồi, cho các bác dùng để phun tưới hoa lan cũng như là phun phân thuốc. Bộ máy kép thì có nổi trội hơn, đó chính là cái công suất cao hơn để phục vụ sau này các bác lắp dàn phun xương tự động đấy ạ. Nhà em thì bán với hai mức giá như sau. Mức giá là 430.000 đối với bộ máy đơn và máy kép là 700.000. Hàng này thì em đã xuất đi số lượng rất là nhiều rồi. Với bộ tiêu chuẩn dây của nó là 10 mét dây. Các bác muốn lắp bộ 15 mét dây thì 20 mét dây thì mỗi mét dây cộng thêm, các bác cộng thêm cho em 10.000 đồng một mét nhé. Đó, hàng nhà em thì gửi đi có chế độ bảo hành. Đấy là cái cục motor trong vòng 3 tháng bảo hành đối với cục motor. Còn trong quá trình sử dụng mà có vấn đề gì hoặc là các bác vẫn muốn thắc mắc gì thì các bác bảo em, bên em sẽ có nhân viên kỹ thuật để người ta gọi điện để hướng dẫn các bác chi tiết nhất nhé. Dạ, mặt hàng đầu tiên thì em xin phép giới thiệu đến cái mặt hàng mà em bán cách đây vài tháng và năm ngoái cũng bán Tết rồi. Đó chính là dòng hoa mộc lan. Đó, hoa mộc lan, đây là một cái dòng nổi tiếng của đất nước Nhật Bản. Theo em nhớ không nhầm, những thông tin trước đây thì em có đọc qua là như thế. Và hàng này thì hoa rất là đẹp, bông hoa rất là to. Hàng hiện tại hôm nay nhà em về đó chính là hàng đang có nụ hoa để các bác chơi hoa các bác nhé. Hàng này thì hàng dễ trần ạ, nên các bác về em gửi như này đi, thứ nhất là đảm bảo cho bác là hạn chế nhất là tiền cước phí. Cây nó rất là khỏe, về các bác dâm xuống đất các bác trồng nên rất là đẹp. Và hàng này bông rất là to các bác nhé. Mộc lan hôm nay nhà em về đấy, những cái hàng cây hàng chọn này em sẽ nhặt chọn cho các bác những cây chọn đẹp nhiều nhánh như thế này thì em bán với giá là 130.000 đồng một cây. Mộc lan giá cực kỳ là rẻ luôn. Năm ngoái còn hơn 200.000, hôm nay chỉ có 130.000 đồng một cây thôi. Số lượng nhà em thì không có hạn, không giới hạn. Các bác lấy số lượng bao nhiêu cũng được nhá. Và đây là những cái hình ảnh của bông hoa mộc lan ạ. Thực ra thì đối với dòng mộc lan này thì nó rất là nhiều những cái mặt hoa khác nhau. Có hoa trắng này, hoa tím, hoa hồng, hoa vàng. Rất là nhiều mặt hoa, các bác có thể tham khảo trên Facebook ạ, cũng như là trên YouTube, trên mạng. Đó, và được cái là bông hoa thì rất là to. Bông hoa cực kỳ là to đấy ạ. Đó, rất là đẹp nha mọi nhá. Đó, chỉ có 130.000 một cây, hàng đang có nụ hoa. Vừa rồi thì không có hàng. Đấy, hôm nay thì có một lô về ấy. Em sẽ lựa cho các bác, gửi đi này thì hạn chế tiền cước phí cho các bác. Bình thường cái này đóng vào bầu thì nặng lắm, gửi đi các bác thì cái tiền cước nó khá là cao. Nên là hôm nay thì em sẽ lựa những cái cây mà hàng dễ trần này về để các bác trồng. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đó chính là lô địa lan Trần Mộng Xuân, hàng nhà em vừa mới về. Trần Mộng hôm nay thì em vẫn sẽ áp dụng giảm giá rồi với các bác, đó chính là chỉ có 80.000 đồng một cân Trần Mộng Xuân thôi. Giá này thì đến thời điểm này thì em thấy khá là hợp lý, và đặc biệt hơn là thời điểm này các bác sưu tầm là vừa rồi. Thứ nhất là cây thời điểm này em thấy nhiều cây đang chuẩn bị hơi sưng nụ. Và sưng nụ thì gửi đi thì thứ nhất là đảm bảo cho các bác là cây nụ nó không bị ảnh hưởng. Đó, bởi vì khi nụ dài gửi đi nó hay bị gãy lắm. Thứ hai là giá thành bây giờ nó khá là mềm hơn so với thời điểm Tết. Tết tầm 130 đến 150 một cân, mà bây giờ chỉ có 80.000 đồng một cân. Các bác sở hữu một bụi Trần Mộng Xuân rất là đẹp. Đó, hàng này các bác lấy bụi từ 5 cân trở lên em sẽ bao ship cho các bác nhé. Lấy 5 cân em sẽ bao ship được cho các bác đối với Trần Mộng. Còn nếu không các bác lấy bụi tầm 2-3 cân cũng được. Đấy, nói chung là hôm nay cũng có cả những bụi nhỏ ạ. Rất là đẹp, hàng sưu tầm. Và bông hoa của dòng này thì cực kỳ là sai hoa, hoa bền, lâu tàn. Và đây là những hình ảnh của Trần Mộng Xuân ạ. Đó, mời các bác cùng chiêm ngưỡng một cái dòng hoa màu vàng và họng lưỡi đỏ. Đấy, rất là tươi tắn và đẹp. Và cái mặt hoa của nó cực kỳ là dài. Có những bụi Trần Mộng này các bác nhìn này. Đấy,
to khủng luôn. Và các bác biết đâu ạ, đó, những cái bụi trần mộng giá trị ấy, nó còn lên đến tận hàng trăm triệu đồng cơ ạ. Đấy, đối với những cái đại gia người ta chơi những cái hàng đẹp ấy. Còn đâu các bác sưu tầm một cái giò 3 cân chỉ có 240.000 đồng một giò thôi. Còn nếu mà các bác lấy 5 cân là 400.000, em ship tận nhà các bác mà không trả thêm tiền cước phí. Và đây là em nói luôn là em sẽ bao ship đối với một số mặt hàng cụ thể đó. Còn những mặt hàng nào không, đa phần là không bao ship nhé, lưu ý cho em phần này ạ. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác đến những dòng phi điệp giống. Phi điệp giống thì nhà em đây là hàng gieo hạt của rất là nhiều những cái mặt bông mẹ đẹp trên thị trường của dòng năm cánh trắng và những dòng hồng đó. Hàng này thì thực ra nếu mà để nói về kinh tế cũng như là chơi một dòng phi điệp đẹp ấy, không phải là ai cũng có tiền để chơi, bởi vì hàng đấy người ta tính theo centi và giá trị cực kỳ cao. Nên đối với một cái dòng hàng mà muốn sưu tầm mặt hoa thì em đã sưu tầm bác những cái dòng gieo hạt. Tỷ lệ giống mặt bông mẹ thì nó cũng có xác suất thôi, nhưng mà kể cả sổ ra mặt bông nào thì nó cũng là mặt bông đẹp của dòng phi điệp và hoa thì rất là thơm. Hôm nay thì em lựa nhà vườn người ta chia ra được 17 loại phi điệp. Để cái này thì em đã nhà vườn người ta phân loại hôm vừa rồi nhận về, phân loại từng khay và khi gửi đi em sẽ ghi tên cho các bác vào nhé. Đấy, ở mỗi khay nó sẽ là một loại khác nhau. Em thì nhiều hàng quá không có thời gian đi chi tiết được hết, nhưng em sẽ đi qua cái danh sách mà nhà em hiện tại đang có này. Và nhà em bán với giá là 33.000 đồng một cốc phi điệp nhé. Mua 10 cốc em sẽ tặng cho các bác một cốc. Trong đó có 17 loại như sau: Phú Thọ, HO, Hải Dương, Hà Tĩnh, Minh Vũ, Nha Trang, Long Điền, Mắt Nai, Hồng Mỹ Nhân, Yên Thủy, Hồng Xòe, Hồng Á Hậu, Hổ Phách, Cái Nhảy, Hồng Mẫu Hậu, Núi Tam Bố và Di Linh Xuân. Đấy, tổng cộng 17 loại vừa rồi em bán với giá là 33.000 đồng một cốc. Và mua từ 10 cốc sẽ giảm giá cho các bạn, sẽ được tặng thêm một cốc nhé. Chương trình mua 10 tặng 1 đấy ạ. Đây em sẽ đi qua một số loại căn bản thôi. Ví dụ đây là cây Phú Thọ này. Hello, hôm nay thì em thấy là cây của nó khá là khỏe và đẹp. Đấy, nói chung là cây nhiều cây cao khỏe đẹp lắm, thân xanh sạch rất là khỏe luôn. 33.000 đồng một cốc và hàng thực sự là rất là đẹp, đều lựa đi cho các bác luôn. Đấy. Ví dụ đây là cây HO. Chậu nào nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn, còn chậu nào ít thân thì nó sẽ dài hơn. Sẽ lựa đi cho các bác những cái chậu đẹp trước nhá. Còn sang bên đây em giới thiệu đến cái nụ Tam Bố này. Cái nụ Tam Bố cũng đã gần hết rồi. Đây, thân này thì nó nụ hơn. Đấy, thân này. Nó nụ nó. Đấy, những chậu nụ Tam Bố này, 33.000 một cốc. Hàng này ghi gửi đi em sẽ ghi tên cho các bác vào ạ. Đó. Để các bác yên tâm. Đây, đây là Minh Vũ này. Nhiều thân, chậu nhiều thân hơn. Đấy, nói qua như thế có 17 loại phi điệp 33.000 đồng một cốc ạ, bằng một cái bát phở các bạn ăn thôi ạ. Tiếp theo là dòng phi điệp bảng ạ. Nhà em thì bán cái bảng phi điệp này, mỗi bảng nó sẽ có 2 thân. Đó, trung bình một bảng 2 thân. Đó, 130.000 đồng một bảng. Loại này mua 3 bảng thì sẽ bao ship. Chỉ bao ship đối phi điệp thôi nhá. Đặt mặt hàng khác thì các bác vui lòng cộng cho em thêm một vài chục tiền tiền cước phí ạ. Tiếp theo sang bên đây em còn một số dòng phi điệp mặt hoa đẹp này. Thứ nhất là phi điệp DL202. Một chậu 2 thân như vậy em bán là 250.000. Có một chậu phi điệp cánh viền này, 2 thân. Một chậu phi điệp cánh viền 2 thân, dài 230.000. Còn đâu là DL202 là 250. Mà thôi hôm nay thì 230 hết đi, tại vì còn số lượng ít thôi. Đều đồng giá 230.000 nhé. Một chậu 2 thân, hoa đẹp. Và tiếp theo hôm nay thì nhà em về lại về bổ sung những cái bảng kim điệp xuân. Nói chung đây là hàng người ta thuần tại vườn rồi. Đấy, thân khá là mập đẹp. Và hàng này thì hàng cho hoa xuân đây này. Hôm vừa rồi em nợ đơn các bác khá là nhiều. Hôm nay thì về, đáng nhẽ là về hôm qua ấy, thì hôm nay đóng kịp đơn. Nhưng mà thành ra là về muộn quá, xe người ta bị nhỡ. Nên là hôm nay về muộn thì chắc là những cái đơn mà hôm vừa rồi em nợ đơn các bác, hôm ngày mai em sẽ gửi hàng cho các bác hết nhá. Đó, đây là dòng kim điệp xuân. Và bông hoa của nó thì cực kỳ là sai hoa. Phải nói là đến dòng này thì rất là sai hoa. Em có cả hàng kg đối với dòng này. Còn không thì các bác có thể lấy cái hàng thuần này ạ. Hàng thuần đây, bông hoa của nó này. Đây cái giò cụ thể của nó, nếu mà sau này các bác ra hoa nó sẽ như thế này. Người ta trồng ít nhất cũng phải đến 5 rưỡi 2 năm rồi. Về các bác chỉ việc treo lên thôi. Em nghĩ 230.000 đồng một giò thì nó quá là ổn đối với một cái giò kim điệp xuân hàng thuần. Số lượng em nhận đơn cũng khá là nhiều ấy ạ. Em về thì chỉ có 20 bảng thôi. Nhưng mà chắc là bác nào nhanh tay thì còn hàng, còn nếu mà chậm tay thì hết hàng nhá. Đó, đây là dòng kim điệp xuân hàng thuần. Tiếp theo xem bên đây, cái dòng này là dòng đen rô vàng kim cương. Ui, phải nói nó hôm vừa rồi em cháy hàng cái mặt hàng này luôn. Tại vì về không, về chỉ về sưu tầm đấy. Không nghĩ là các bác lại thích cái dòng đen rô vàng kim cương này quá. Hàng hôm nay thôi em sẽ không phân hình nhá. Tại vì em thấy chậu nào cũng đa phần là giống nhau thôi. Giống nhau hết đấy. Đều là những cái chậu thân rất là mập này. Đó, thân mập lắm. Thì em sẽ đo cho bác cái ngón tay để các bác sẽ nhìn được cái hình ảnh của cái dòng này.
thân cực kỳ là mập. Và thứ hai là bông hoa của nó thì là một cái dòng hoa rất là sai hoa. Hàng này thì hoa, đây là dòng VIP đấy ạ, dòng bông hoa VIP, nên là thành ra giá trị nó sẽ cao hơn những dòng Dendro bình thường. Và thực tế thì em sẽ cho mọi người xem cái hình ảnh bông hoa cũng như là cái tình trạng cây, thì các bác biết là cái độ VIP của dòng này như thế nào. Dạ đây ạ, đây là mặt hoa của dòng Dendro vàng kim cương này các bác này. Nói về độ sai hoa của loại này thì nó sẽ dài hầu như là cực kỳ là sai hoa luôn. Hoa của nó mắt đen và cánh xoắn nhá, đẹp lắm, màu vàng cực kỳ là tươi tắn luôn. Và đi về tình trạng cây thì cây này nhá, nếu mà phát triển nó còn cao hơn mét cơ. Có cái dòng Dendro nào cao hơn mét đúng không ạ? Không đúng không? Đấy, đây cái thân của nó này, mập hơn cả ngón tay cái của em. Và đây là thân tơ nhá. Lâu hôm trước thì một số cây em thấy mắt nụ đã hơi sưng rồi, lâu hôm nay thì chắc là chưa. Đây em sẽ bán đồng giá luôn nhá. Thế này, những cái chậu cao như thế này này, em sẽ bán đồng giá là 350 một chậu. Thì em sẽ lấy cho các bác xuống để cho nhìn cho nó dễ hơn. Còn những chậu nào mà nó thêm cái mầm ki này, nó dài thế này, thêm những mầm ki dài này thì em bán 400.000 một chậu. Đấy, 350 và 400.000. Chưa thấy một cái chậu Dendro vàng là nó lại khủng khiếp như thế này luôn. Đấy, hơn cả dòng trầm dòng đỏ luôn. Thân mập quá là tuyệt vời luôn. Lá xếp, hàng này là hàng sưu tầm, các bác dùng để mua để tặng biếu em thấy cũng rất là sang. Đấy, em bán là 350 một chậu nhá. Còn những chậu là mầm gốc nó lên dài thì em bán 400.000. Thực ra những cái chậu này thì cũng có chậu nó lên mầm gốc hơi nhú, có chậu thì nó chuẩn bị nó nhú mầm gốc. Những dòng này thì trồng một thời gian ngắn là nó sẽ lên thôi ạ. Em còn một hai giò, đó chính là giò Kiều Vương Lộc Bắc Di Linh Lâm Đồng này. Đấy, trên đây cũng có một hai giò. Mỗi giò là 280.000 đồng một giò nhá. 280 một giò. Hàng này thì hoa nở Tết. À đây, còn 3-4 giò đấy ạ. Đây cho mọi người xem, hàng này là hàng thuần thôi. Hàng Kiều rất là nổi tiếng của Di Linh Lâm Đồng đấy ạ. 280 một giò, về các bác treo lên. Đang lên mầm đẹp chưa ạ? Ui. Và phải nói là lâu lắm rồi các bác hỏi đến cái dòng Dendro úp mắt đen này quá là nhiều. Nhưng mà nhà vườn người ta chưa muốn xuất. Bởi vì sắp tới đến cái thời điểm nó thắt ngọn, nó đang sưng nụ thì giá trị người ta bán ra rất là cao đấy các bác ạ. Hôm nay thì em cũng chỉ sưu tầm được 20 giò thôi. Nên là bác nào hôm nay nhanh tay mà sưu tầm được cái dòng Dendro úp mắt đen này. Dòng này thì nó hàng ươm ki và cực kỳ là đẹp. Đó, một chậu rất là nhiều thân các bác nhá. Hàng hôm nay thì em bán là 350 một chậu. Giá này giá em bán đồng giá luôn, không có thời gian phân hình. Nếu mà phân hình ra thì có những chậu nó phải nhỉnh đến 450-500.000. Đấy, có những chậu rất là to là như thế luôn. Đấy, em bán đồng giá luôn. Dòng đen rũ, mắt đen này là 350 một chậu. Đấy, cho các bác xem thử qua tình trạng một chậu nhá. Đây, em sẽ lấy tạm xuống cho các bác xem này. Đấy, đây, xum xê rất là nhiều thân luôn. Đó, một bụi to đùng nhiều thân như vậy, 350.000. Giá đen rũ úp nặn mắt đen đến Tết không dưới 500.000 một giò các bác nhá. Đó, số lượng hôm nay về có tầm khoảng 20 hay 25 chậu đấy. Và đây là mặt hoa của Dendro úp mắt đen này. Hoa của nó như những cái hồng, màu hồng cánh sen này. Và đây là cái bụi khủng của nó này. Nó hơi mờ đúng không ạ? Nhưng mà các bác biết được cái độ sai hoa của dòng này như thế nào rồi. Cực kỳ là đẹp, nói chung là rất là đẹp đấy ạ. 350.000 đồng một chậu, em bán đồng giá. Tiếp theo là những cái chốc cốc hồ điệp đang có nụ hoa, hàng đang có ngồng với các bác chơi hoa. 55.000 một cốc, mua từ 5 cốc tính giá 50.000. Hàng đang có nụ nhá. Hàng này hoa bền đến 2 tháng ạ. Tết thì cực kỳ là thích chơi cái loại này. Em còn một số chậu sơn thủy tiên hàng thuần này, một chậu thuần lâu năm và nhiều mắt hoa đang chuẩn bị hoa. 350 một chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Em có một cái bảng giá hạc pháp này rất là nhiều thân. Đấy, bảng này thì hôm rồi bán 350, nhưng mà có một ngọn này nó bị gãy này. Vập vào cái thành thì nó bị gãy này. Em bán 300.000 cái giò này nhá, nhiều thân. Và đây có hai, còn hai bảng nữa. Đây, bảng này cũng 300.000. Đây, cái này có một thân bị gập này, hai thân bị gập. Bị gập thân chứ không bị gãy thân nhá, 300.000. Còn đây là bảng này thì nó bị gập nhiều thân này. Bảng này em bán 200.000 thôi. Còn này chắc chỉ còn 3-4 thân thôi. Bán giảm hẳn 150 là còn 200.000 một bảng. Về các bác có thể là cắt này ra ươm ki được thoải mái rồi. Không thì các bác cứ để chơi hoa vẫn bình thường, bởi vì cây nó không ảnh hưởng gì ạ. Em có một số chậu giả hàng hoa hồng đỏ này. Đây, hôm nay bán thanh lý xả lỗ luôn nhá. 120.000 đồng một chậu, giá bình thường 180.000. Hoa hồng đỏ với hạc vĩ thiên cung lữ bố bán xả luôn là 120 một chậu. Nói chung là nó còn những cái chậu cuối ấy, bán thanh lý luôn. Em còn vài bảng châu như lưỡi bẹt này, 180.000 đồng một bảng thanh lý. Nó hơi bị lỗi gập gốc một chút nhá. Tiếp theo để mặt hàng kg thì nhà em vừa gặp đến một lô đai châu rừng.
Hàng hôm nay về đa phần là hàng cây giống và hàng cây nghé nhá nhá. Hàng rất là đẹp. Nói chung là hàng rừng thì nó có đặc điểm, đó chính là rất là khỏe đúng không ạ? Nó khỏe khoắn và dễ chăm, dễ trồng. Các bác kép lên trụ thì quá là tuyệt vời. Hàng hôm nay thì cái số lượng cây trong một cân nó phải đến, đây những đối cây nghé nó phải 50 đến 70 cây một cân. Còn đây là những cái cây mà cây giống nó phải rơi tầm khoảng 15 đến 25 cây một cân. Các bác lấy loại sai cây tầm bao nhiêu cây thì em sẽ nhặt lựa theo cái yêu cầu của bác nhé. Và ở đây trong rừng đấy ạ, nói qua là cây của nó thì rất là khỏe, cây tươi. Chỉ có điều là lá ở rừng nó vẫn sẽ xuất sát sâu như thế này. Về các bác trồng các bác lưu ý giúp em ạ. 580.000 đồng một cân nhá. Đây là đai châu rừng, hàng rừng ạ, rất là đẹp. Em vừa cập bến một lô, đây là dòng giáng hương tam bảo sắc. Giáng hương tam bảo sắc hôm nay thì em thấy khá là đẹp. Và lô này thì em nhập giá thành nó rẻ hơn nhá các bác nhá. Giá hương tam bảo sắc bình thường giá là 200.000 một cân đúng không ạ? Hôm nay cái hàng này về ấy, bản lá khá là dày đẹp. Tuy nhiên thì nó có cả cây lướt, cây xếp thì em sẽ bán theo số lô. Đó. Loại cho bác những cây gãy ngọn ra thôi ạ. Còn đâu là hàng này em sẽ bán với giá là 180.000 đồng một cân giáng hương tam bảo sắc nhá. Dòng này thì hoa rất là đẹp và dễ trồng nữa. Cây tươi mới, vừa mới cập bến nguyên lô này luôn. 180.000 đồng một cân. Em vừa về một lô hạc vĩ ạ. Hạc vĩ hôm nay cây khá là đẹp. 180.000 đồng một cân hạc vĩ. Hoàng nhạn tháng 4 lại vừa cập bến một lô. Nói chung là bây giờ cuối mùa hoàng nhạn tháng 4 rồi ạ, nên giá thành nó khá là mềm. Đấy, nhiều cây lá xếp rất là đẹp luôn. Hàng này em đang lọc hàng cho các bác, hàng cây tươi. Nói chung là những cái cây nào nó bị gãy ngọn thì nhà em đều bỏ ra, loại ra trước khi gửi hàng cho các bác ạ. Hàng này một cân thì các bác nếu mà cây nhỏ thì được rất là nhiều đấy ạ. Còn đâu em sẽ nhặt cây vừa vừa, cây chung cho các bác. 450.000 đồng một cân, 45.000 đồng một lạng. Hàng này các bác có thể mua lạng nhé, mua theo lạng. Long tu xuân. Long tu xuân, hàng khá là đẹp. Mùa này thì long tu xuân đã thắt ngọn rồi ạ. Em có cả hàng dài, hàng thân vừa và hàng thân ngắn. Các bác thích loại nào cũng được. Và hàng này cây thắt ngọn thì gửi đi nó đảm bảo hơn. 230.000 đồng một cân, long tu xuân. Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Những cái chuỗi ngọc, những cái mắt ngọc rất là đẹp, 200.000 đồng một cân. Hoa đẹp và sai hoa. Hoàng thảo trinh bạch, 130.000 đồng một cân. Bông hoa màu trắng tinh. Và hàng này thì hoa cực kỳ là sai các bác nhé. 130.000 đồng một cân. Cập bến lô phi điệp vàng, 150.000 đồng một cân phi điệp vàng. Em có một cái rể kiều vuông mỡ gà này. Phải nói là rể này quá là bự luôn. Nguyên một rề và thân dài mập nhá mọi nhá. Đấy. Và rề này này, cái bản lá của nó to hơn cả ngón tay của em luôn. Đấy, lá rất là to. À, to hơn cả bàn tay luôn. Đó. Ôi trời ơi. Rề này quá là to. Rề này em bán là 300.000 nhá. Đây là rề kiểu vuông mỡ gà, có duy nhất một rề thôi. Hoàng thảo kim thoa 130.000 đồng một cân. Đùi gà thân tơ 100% là hàng thân tơ, hàng rất là tươi. 230.000 đồng một cân. Và tiếp tục em đang bán giảm giá dòng dendro nắng, bao gồm một số như là dendro nắng thì hoa rất là bền, chơi hoa đến 2-3 tháng các ạ. Những cái mặt hàng dendro nắng bình thường 100.000 một chậu với giá 80.000 một chậu thì hôm nay em sẽ giảm giá trực tiếp 10.000 đồng trên một chậu, tức là còn 90.000 và 70.000 đồng một giò nhé. Lấy từ 3 giò bất kỳ trở lên thì em sẽ giảm giá tiếp là 5.000 đồng một giò nữa. Và sau đây thì em sẽ đưa qua một số cái mặt hoa mà nhà em hiện tại còn. Đấy, một số mặt hoa mà hiện tại dendro nắng nhà em còn thôi ạ. Đầu tiên là 3 lưỡi vàng, 3 lưỡi đỏ này. Đây, cái mặt hoa này là bình thường 100.000, hôm nay bán 90.000 đồng một chậu này. Cây của nó khá là lùn thôi nhá. Tiếp theo là Rabbit Berry ạ. Đó, loại này thì 70.000 đồng một chậu. Kinh đỏ, hoa cánh xoắn rất là đẹp, 90.000 đồng một chậu. Và đây là thỏ vàng ạ, 70.000 đồng một chậu. Yellow White Lip cũng 70.000 đồng một chậu. Dạ đó, em chỉ còn một số loại như thế thôi. Và đây còn một vài chậu dendro màu em bán thanh lý 50.000 đồng một chậu dendro màu này. Bình thường 80, hôm nay em bán thanh lý 50.000. Còn tầm 6-7 chậu. Tiếp theo là đến những bảng long tu xuân di linh. Và các bác, như các bác đã biết, các bác mà chơi lan lâu năm ấy, thì các bác sẽ biết là cái dòng long tu xuân di linh này thì nó cực kỳ là nổi tiếng, cũng như là giá trị là rất là cao về cái dòng hoa lan. Đó, không nói gì long tu chung đâu ạ. Còn long tu xuân di linh thì nó thuộc vào cái dòng đặc biệt. Thông thường người ta bán ra ngoài thị trường khi mà đến Tết ấy, khi mà cây thắt ngọn sẽ đếm theo thân tính tiền. Thậm chí 80 đến 100.000 đồng một thân đấy ạ, chứ không phải là
Đấy, dòng mà các bác thường mua hàng cân hàng ngày đó ạ. Bởi vì sao? Có một số những ưu điểm mà Long Tu Sơn Di Linh, những các loại Long Tu Sơn khác không có được, đó chính là thứ nhất là riêng về chiều dài của cái dòng này thì nó có thể phát triển thân dài đấy ạ. Nhiều thân còn dài hơn 1 mét cơ. Đấy, các bác thấy có dòng Long Tu nào mà thân nó dài như thế này không ạ? Cũng là dòng thân thòng nhưng mà nhiều Long Tu nào nó chỉ ngắn thôi. Còn đây là Long Tu Sơn Di Linh này, thân nó dài này. Và thứ hai đó chính là cái tức là cái thời điểm mà Long Tu nó thắt ngọn, nó xuống lá, nó sẽ sớm hơn so với Long Tu nào. Nên là thông thường những dòng này ấy là cái hàng mà nó sẽ nở chuẩn Tết hơn so với dòng Long Tu mà các bác vẫn thường hay mua. Đó. Và hôm nay thì em sẽ chia ra thì có một số giò như sau. Em sẽ quay chi tiết từng giò, em giao lưu với các bác 8 giò trước các nhé, các bác nhé. Và hàng thì hoa của nó cực kỳ là siêng hoa. Mời mọi người cùng xem qua cái mặt hoa của Long Tu Sơn Di Linh nhé. Đây các bác ạ, mời các bác chiêm ngưỡng cái giò Long Tu Sơn Di Linh này. Hàng đều là hàng 100% là hàng thân tơ và hoa của nó sẽ trải dài đều như thế này. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, có một số bác thì hôm nay em chưa quay, em chỉ quay qua mà các bác đến cửa hàng các bác đã xách mấy giò đi rồi. Em chỉ còn một số thôi ạ. Đây ạ, trước tiên em gọi đây là hình L1 này. L1 là một hình. Đó, cũng khá là to nhá, khá là to và đẹp. Đó, giò này em bán là 1.400.000. Ui, phải nói là quá là nhiều thân, em không thể nào em đếm được, không có thời gian em đếm luôn. 1.400.000, đấy tổng thể đây ạ. Tiếp theo L2. L2, đấy, nó sum xuê rất là nhiều thân, giò này khá là đều này. Khá là đều. Giò L2 này em bán là 1.200.000. Em chuyển sang L3. L3 một giò cũng khá là to, nhưng mà có cả thân dài thân ngắn, tương đối là to, thế này là to lắm rồi đấy ạ. 1.300.000. Tiếp theo là giò L4 ạ. Đây, tổng thể giò L4 thì có cả thân dài, thân ngắn như thế này. Đấy, đây, đi gần cho các bác xem. Thân vẫn chưa thắt ngọn nhá. 1.000.000 L4. L6 là một giò. Giò này thì em bán 950.000 thôi ạ. Đây là giò L6. Và đây là giò L8 ạ. Giò L8 này thì em bán 1.000.000. Đây là những cái giò đẹp, khủng. Nhiều thân. Nói chung là Tu Sơn Di Linh thì bây giờ các bác mua cũng hợp lý rồi. Nó thứ nhất là nó về nó cái thời gian mà nó thích nghi với cái thời tiết cũng như là cái môi trường của các bác nó ổn định hơn. Đến lúc mà ra hoa thì hoa nó sẽ đẹp và đều hơn. Dáng hương quế tím vừa về một lô hàng mới chiều nay. 150.000 đồng một cân, hoa màu tím. Tiếp theo hôm nay vừa về cập bến một lô hoàng thảo u lồi, hay người ta vẫn thường gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Dòng này thì là một cái dòng hoa nở vào dịp xuân, dịp Tết và hoa thì rất là sai, được các bác giới chơi lan cực kỳ là quan tâm. Đó, hoàng thảo u lồi đấy ạ. Bông hoa tròn đẹp. Loại này em bán là 250.000 đồng một cân, 250.000 một cân hoàng thảo u lồi. Cập bến một lô kiều vàng, hàng xanh mướt, hàng bao đẹp luôn. Đó, hàng kiều vàng này dễ trồng mà lại vòi hoa dài. Em bán là 180.000 đồng một cân kiều vàng. Hoàng thảo đùi gà tròn hàng Tây Bắc, 200.000 đồng một cân, hàng đẹp, hàng mới về. Cái gì nhỉ? Hoàng thảo tam bảo sắc ạ. Đây là một cái dòng hàng mà hoa cực kỳ là đẹp và cực kỳ là sai hoa. Một cái dòng hàng thân thòng mà rất là được các bác quan tâm. Dạng hoàng thảo tam bảo sắc. Loại này em bán là 220.000 đồng một cân. Và mặt hoa của hoàng thảo tam bảo sắc đây, cực kỳ là siêng nhé. Và các bác lưu ý này, tình trạng cây của nó sẽ thế này, thân của nó sẽ đã xuống lá rồi. Một số cây chưa xuống lá nhưng đa phần là xuống lá hết rồi. Gửi đi em sẽ vắt lá đi cho nó đỡ bị thoát hơi nước nhé. Cây của nó về các bác trồng rất là khỏe. 220.000 đồng một cân. Đây là hoàng thảo tam bảo sắc. Vừa cập bến một lô kim điệp xuân. Phải nói là lô kim điệp xuân hôm nay thì cũng quá là tuyệt vời. Với cái độ xanh của nó thì miễn chê. Và được cái là lô này là lô thân nù, thân mập đẹp. Kim điệp xuân nói về dòng này thì cực kỳ là siêng hoa. Mời mọi người cùng ngắm qua cái dòng kim điệp xuân nhé. Tối nay nhà em sẽ về hàng thuần. Còn đây là cái hàng kg. Các bác về các bác phải mất thời gian các bác ghép. Và đây ạ, mặt hoa thì quá là đẹp luôn. Đó. Ở đây là vảy rồng này. Đấy, kim điệp xuân đây. 150.000 đồng một cân cái hàng kim điệp xuân thân nù này. Rất là đẹp. Vừa cập bến một lô hoàng thảo vảy rồng ạ. Cũng là một cái dòng hoa màu vàng. Và cái độ sai hoa của nó thì miễn chê. Loại này thì hoa của nó đẹp và dễ trồng. 130.000 đồng một cân vảy rồng. Trồn trắng ạ. Một trong những cái dòng dáng hương đuôi trồn với vòi hoa cực kỳ là dài đấy ạ.
Vòi hoa rất là dài các bác nhá. Vòi hoa dài đẹp ạ. Đó, chồn trắng này em bán với giá là 200.000 đồng một cân. Cây tương đối là tươi, nói chung là cây tươi là đẹp rồi. Em sẽ nhặt cho các bác những cây đều đều nhau nhé, 200.000 đồng một cân. Cùng với dòng chồn, một cái dòng cũng là thuộc cái dòng dáng hương. Và vòi hoa dài như thế đó chính là dáng hương đuôi sóc. Loại sóc này thì vòi hoa có vẻ là không được dài bằng chồn, nhưng đều là những bông hoa rất là đẹp. Mỗi loại các bác nên sưu tầm một chút nhé. Loại này thì em bán là 140.000 đồng một cân sóc, còn chồn thì là 200.000. Tiếp bên đây là lô hoàng phi hạc, hàng thân nụ. Nói chung là hàng đang lên mầm ấy, và cây thắt ngọn, chuẩn bị những cái lá vàng là nó xuống lá để các bác hưởng một cái mùa hoa mới. Bông hoa của hoàng phi hạc đây ạ, rất là đẹp, cánh xoắn đẹp. Loại này chỉ có 150.000 đồng một cân thôi. Đấy, hoàng phi hạc này, rất là nhiều mặt hoa, có cả màu hoa xanh và màu hoa hồng ạ. Hàng rừng thì em không chính xác được, nhưng mà được cái là hàng rất là đẹp, dễ trồng. 150.000 một cân. Vừa cập bến một lô hoàng nhạn tháng 4, số lượng lớn. Cuối mùa hoàng nhạn tháng 4 mà dân người ta vẫn có thể khai thác được những cái dòng này, thực sự là rất là hiếm đấy ạ. Hoàng nhạn tháng 4 hàng hôm nay về bao đẹp luôn các bác ạ. Đó, một cái dòng hàng mà nói về độ đẹp này, độ thơm này, độ dễ trồng thì loại này cũng là dòng top đứng hàng đầu ạ, bởi vì dòng hàng dáng hương. Và cây của em hôm nay thì về nó cũng không có cây to quá, nhưng mà cái là cây nó khá là đều cây và nó tươi. Đó, đây dòng hoàng nhạn tháng 4 hôm nay vừa mới về đây này. Hàng rừng, hàng tháng 8 năm nay thì không có, chưa thấy có thông tin. Còn đâu là giá trị hàng tháng 8 nó phải gấp đến gần chục lần hàng tháng 4 đấy ạ. Chẳng có lý do gì các bác có thể là sưu tầm cái dòng tháng 4 này đã sưu tầm cái dòng hoa đẹp rồi. Hoàng nhạn tháng 4 hàng về số lượng rất là lớn. Em bán là 45.000 đồng một lạng. Giá này so với giá đầu mùa đã giảm hẳn 150.000 rồi. Giá đầu mùa 600.000 một cân cơ, bây giờ chỉ có là 450.000 đồng một cân thôi. Hàng về nhá, đẹp. Sang bên đây đó chính là dòng hoàng thảo Henry. Riêng dòng này thì cây của nó khá là nhỏ nhắn nhá, nó không có cây to và không có rễ to. Dòng này là một dòng hoàng thảo và thân dài. À, hoa của nó màu vàng, hoàng thảo Henry này, hoa màu vàng và rất là đẹp. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng cái mặt hoa của dòng hoàng thảo Henry này. Đó. 230.000 220.000 đồng một cân, hoàng thảo Henry. Sang bên đây đó chính là bạch nhạn, vừa về một lô bạch nhạn ạ. Đó, đây tình trạng cây đây các bác ơi. Đó, tình trạng cây bạch nhạn đấy ạ. Hàng về nguyên một lô vẫn còn nguyên nhá, nguyên đai, nguyên kiện. Gửi đi thì chắc chắn em sẽ tháo những cái bó này ra để lọc cho bác những cái hàng cây gãy ngọn, bởi vì dân thì không biết là người ta có bó cả những cây đấy vào không. Bọn em nhập xỉ thì đa phần như thế. Đây ạ, mặt hoa bạch nhạn, hoa nở tháng 4, hoa đẹp. 150.000 đồng một cân, dáng hương bạch nhạn. À, hải yến lá xếp. Một cái dòng hoa mà hoa màu tím, vòi hoa dài, rất là sai. Loại này em bán là 150.000 đồng một cân. Đây là hải yến lá xếp nhé. Và hôm nay ạ, lại một cái lô long tu nhà em vừa mới về, đó chính là long tu đá hoa tím. Em có cả một cái loại đá trắng, hình như là đá, hàng không phân loại màu, thì loại đấy em bán có 150 thôi. Còn đá tím này, hôm nay cây của nó về đã thắt ngọn hết rồi. Đá tím hôm nay thì gửi đi kể cả các bác miền Nam thì hoàn toàn yên tâm. Hàng thân rất là mập và đẹp luôn. Long tu đá hoa tím nhá. Hàng này thì bông hoa của nó này, mê ly chưa ạ? Đó, hoa nó trải dài như thế này này. Đấy, long tu đây là long tu đá tím. Đấy, các bác nhìn tình trạng hàng nhá. Hàng đã xuống lá hết rồi, gửi đi không sợ thối gì cả. Mùa hè vừa rồi ấy, gửi đi những dòng này cực kỳ là kinh khủng khiếp luôn. Còn bây giờ hàng hôm nay về rất là dài. Số lượng hôm nay không có nhiều, các bác tranh thủ đặt hàng sớm ạ. 220.000 đồng một cân long tu đá hoa tím. Còn bên đây thì cái hàng này thì không phân bực màu, nó có thể là lẫn trắng hoặc tím thì không rõ. Đây là trắng, tím này, và đây là trắng này. Đấy, hai nó lại này lẫn lộn nhau. 150 một cân. Có hai loại long tu đá nhá, lưu ý giúp em. Đây là dòng kiều vuông cánh trắng, hàng thân lùn này. Đó, hàng thân lùn hơn và nó vuông hơn, cái độ vuông góc của nó vuông hơn. Và hoa của dòng này thì rất là sai. Kiều mỡ gà thì hoa của nó màu vàng mỡ gà nhá. Còn kiều cánh trắng này thì hoa của nó sẽ là cánh trắng và lưỡi màu họng màu vàng. 230.000 đồng một cân, đồng giá hết nhé. Hai loại này em bán đồng giá hết với nhau. Hoàng thảo Ý Ngọc, hàng cập bến liên tục. Và Ý Ngọc thời điểm này đã đi vào thời điểm thắt ngọn để các bác sắp tới chơi hoa. Và nói về độ sai hoa của dòng này thì không thể nào cái dòng khác nó có thể bằng được. Đó, đây Ý Ngọc đây, sai hoa cực kỳ và phải biết. Người ta vẫn thường ví von là nam cánh trắng họ tím đấy ạ. 200.000 đồng một cân hoàng thảo Ý Ngọc, hàng mới về. Tiếp theo đây đó chính là hoàng thảo môi tua. Một trong những cái dòng hoa mà
cánh tua rua nở hoa vào tháng 4, tháng 5, hoa cánh sáp màu vàng, sáp bóng cực kỳ luôn. 150.000 đồng một cân, 150.000 một cân hoàng thảo môi tua. Hoàng lạp 130.000 đồng một cân, hoàng lạp hoa sai hoa. Và đây là hoàng thảo lụa vàng ạ. Hoàng thảo lụa vàng 230.000 đồng một cân, lụa vàng. Có một chút lụa vàng. Thảo kim thoa, em có nhiều hàng rẻ lắm ạ. Hoàng thảo kim thoa 130.000 đồng một cân. Lại thì hoa của nó hoa màu vàng và rất là sai. 130.000 một cân. Đấy, tình trạng hàng đấy ạ. Nó thành từng dề nhá. Hàng thì có cả hàng thân tơ và thân già, bởi vì là hàng rừng ạ. Ngọc thạch 3 màu 150.000 đồng một cân. Em còn một ít hoàng thảo thập hoa 100.000 đồng một cân thanh lý. Cuối tháng 8 hàng thanh lý ạ. Hàng xấu thanh lý 350 một cân. Kiều tím miền Trung hàng thanh lý 200.000 đồng một cân. Em có